Quang Duy Minh mến chào quý cô chú anh chị cô bác đã trở lại kênh YouTube của Duy Minh nha. Ôi hết hồn á. Thì hiện tại giờ Duy Minh đang có mặt tại mộ nghệ sĩ ưu tú Du Linh ha. Nên nhà người ta đã giao đến. em chạy vô đường này manh cái nha, từ từ nha. Mình chạy vô đường này manh luôn nè. À, chạy vô đây nè. Đó. Đúng rồi. Chị Liễu Phan hôm nay cúng lớn quý cô chú chị. Đó. Đặt nhà hàng ẩm thực chay Diệu Thiện. Em làm ơn chảy vô mà anh luôn ha. Rất hay luôn. Rồi. Nay không đi xe du lịch ha em? Đi xe ấy luôn hả? Rồi, đây nè. Ở đây được rồi em. Đây được rồi. Chị cầm giùm em cái em tính tiền với người ta luôn. Rồi. Em đặt lên đây giùm anh đi. Đó. Đặt ở đây cái nữa. Gì anh? Hồi hôm qua là anh ơi gửi cặp hết 500 nha. Của mình là phiếu của mình nữa. Của mình là 1 triệu 198.000 cũng như 1.2 triệu đi ha. Thì còn lại 700. Rồi, anh gửi cho em luôn nha. Quá trời cuốn luôn. Cái này nó chấm rồi. Đồ quá ngon các bạn. Wow, nóng quá cô chú anh chị ơi. Mình chọn nè, hai chẳng đi. Bảo tung ra luôn. Tung ba chẳng đi rồi mình cứ anh mình nó sắp xong. Cái đó là mì đúng không? Còn này là cơm chi. Nhả. Có này cho anh bên anh tự anh ship nha. Mình chỉ gõ là này trả đây em ơi. Rồi. Này không có lấy nha. Rồi, cảm ơn em nhiều nha. Rồi cái nồi lẩu đâu? Cái nồi Diệu ơi. Cái nồi lẩu chị hồi tối. Anh bên em gỡ nắp ra anh tiếp nha. Anh tiếp theo ý nha. Cơm. Mình phải tiếp để cho anh bên anh tiếp chứ. Anh khó lắm. Không có anh dễ nhạt à, tại mình nói anh vậy chứ anh dễ thương lắm. Cười nữa. Em nói vậy rồi tới công chuyện luôn. Dễ lắm. Ký rồi luôn ha. Rồi ha. Đi bạc. Dạ. Đi bạc ha. Chị bạc. Cái gì đó rồi đó. Tại mình nói vậy chứ anh dễ thương lắm. Ui, nãy giờ ngã mấy lần rồi đó. Trời không có cái nắp. Nhờ anh này nó đóng cứng lắm. Có nắp. Người ta đóng cứng. Dạ, khu này ra luôn nha anh Minh. Ở khu luôn chứ. Trời khu luôn đó. Ồ, quay cận cảnh vô chị nhìn nè. Quay cận cảnh. Trời ơi, cái này giùm chả ngon chứ hả? Ôi. Đúng rồi. Cái này giống y như bữa anh đặt này phải không? Quán bữa nào bữa đặt này 20 miếng. Cái này là anh đặt món khác hết. Anh đặt món khác hết. Đi đâu anh? Quá ngon. Đây nè. Trời ơi, cô xuống. Quá tuyệt vời luôn ha. Cái này cho nó nhìn giống bữa nè. 10 đêm. Cái này là món gì à? Đặt nhà hàng ở đâu vậy anh Minh? Bữa nào chút xíu anh cho em số điện thoại coi. Đặt nhà hàng ở ẩm thực Diệu Thiện Trai ở Mỹ Phước 2 nè. Là mình đặt nó nấm nướng lá lốt nha. Giao qua luôn vậy. Mình đặt nó giao luôn á, đó là mì gàng. Người ta có ghi tên luôn nè. Mì gàng. Ừ. Đây là món gì ta? Có mình có món hấp chấm sao thịt bò. Có từng món giá. Nó có cái menu đúng không? Đúng rồi. Mình muốn cái này. Cái này luôn á gì vậy Tiên? Đúng rồi chị, cái nồi đâu chị? Cái nồi chị đem vô rồi. Từ từ chạy đừng có chạy. Đừng chạy. Chạy dắt vô té đó. Từ từ đi. Từ từ rồi cháu nó cũng sẽ nhừ. Tuyệt vời ha. Cái này ra đi mình đổi cái món này qua đây đi tại vì cho săn trẻ đi ha. Cơm chiên chân trâu. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn. Mình cho nó ngang. Cái này cái gì nướng lá lốt nè. Cơm chiên chân trâu. Dạ mấy cái này xây ra ngoài đây. Cái này mình cắt không mình. Nấm nướng lá lốt. Mình cắt kéo à, cắt đi để chứ còn rẩu nữa nó dướng sao. Đúng rồi. Máy hủ này gì vậy? Cơm trộn hả? Cái này là ăn với cơm trộn hả? Đặc biệt con gái là người ta làm nóng ghê ha. Nóng. Rồi cắt này cái mình bỏ ở đây. Dạ. Đi ra ngoài. Nghe coi vừa ngã cái cây. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài em nào. Dạ.
này để mình mở nắp ra chắc cho trước. Mà một mình cứ sang kẻ ha, một cái bên phòng một bên. Đủ nước chấm nè. Để cái một bên. Đó. Nước chấm mình cứ để sang kẻ ra luôn. Lẩu này lẩu gì em ơi? Lẩu này là lẩu tiêu tiêu xanh. Tiêu xanh. Lẩu tiêu xanh. Đây nè. Lẩu xanh tiêu. Lẩu nấm tiêu xanh này em đọc đi. Nó có trong đó hết luôn đó. Thực đơn. Thực đơn đó. Lẩu nấm tiêu xanh. Hai là cơm trộn hàng có để cái wow. Để chấm luôn là mì nhé. Nó lớp rồi chấm cái này. Cắt luôn anh. Cắt luôn. Cắt luôn. Cắt luôn. Cắt luôn. Cắt luôn. Cắt luôn. Em sẽ kẻ cho món này kia luôn nha. Rau biển sốt. Nói chung mình không đủ nha. Làm này nè, để vô này nè, nó gọn nè. Đây mình để sát đây ra còn nhiều lắm á, còn cái cây nè, còn hoa nè. Đó. Đây là bằng cơm chay. Gỏi lông sụn lại gỏi cơm chay của chị Liễu Phan ha. Chị cúng rồi. Dạ này nè. Ngọt lắm. Hết luôn đi anh. Hết luôn đi. Còn nóng mà tại vì người ta anh ơi em trả thực đơn nè. Ê, từ từ nhẹ nhẹ xuống để nó văng nha. Nhẹ xuống rồi vừa hút bột lên để nó văng. Minh ơi, trả. Cảm ơn anh nhiều. Lửa lên đi chị, lửa lên. Lửa lên cho nóng. Liệu á, Liệu Phan ở Úc. Hôm nay cũng cho cậu hầm chay. Quá thành sọn luôn ha. Lấy giấy rồi. Chị Liệu làm bất ngờ ghê luôn. Hôm qua thì lúc em nói đó, lúc em nói điện cũng lớn á. Đâu mà nhìn đây giờ này. Cái đó mình để vô đi mình. Cái này để cái này để vô luôn. Cái này để vô luôn. Cái này để vô luôn đi anh. Anh gì? Cái máy của anh. Cái gì vậy? Để ra. Cái ngang cái gì này đó. Ok. Để vô luôn. Nắm. Thấp chút. Mình để hết vô luôn hả? Được rồi. Hay là chùa đâu mới chứ? Mới đi chùa đâu trong mới ở đây. Mở thôi. Rồi chị đổ nó vô đi. Quay trên núi rồi chú à. Quay trên núi à. Bỏ đằng đằng phóng lại đó chứ. Ngay đây mà kêu móc gì là đằng kia thấy. Nãy giờ là chưa có ai lấy trả đúng không? Mình có cái chén không? Hồi nãy anh có mua chén chưa? Không, anh mua tô với dĩa à. Giờ bỏ chả này vô anh Minh. Cắt ra miếng bún thôi chứ. Cái này chả bỏ vô không? Đúng rồi, cái đó để vô đây anh. Cái này để gì ta? Để vô đây, để vô đây. Đúng rồi, đó là tàu hủ non. Hình như là bỏ luôn á. Bỏ vô luôn á. Bỏ vô luôn á, tàu hủ non đúng rồi. Em hỏi thử rồi chứ thật ra cái này là không lẽ mình để ngoài ăn được. Tàu hủ non. Chị giúp em cắt một gì. Tại cái này đặc. Cái này là giống như là luôn đúng không? Phúc phơi gì đó. Đồ món á. Người ta làm nhìn hấp dẫn quá ha. Nhìn giống ăn. Giống ăn quá ha. Cái chùa một chỗ này đừng mình để ấy nha. Để một dĩa trái cây với một hộp bông nữa là ok. Không, mình để ấy mới đúng. Không, cái bếp ga mình dời qua nữa chỉ cái cây cái này là cái gì cơm nè, cơm nè. Cơm trộn. Giống như là phơi vậy. Là em biết rồi, em biết sao mà kêu cơm trộn rồi nè. Là ừ. Chúng mình ăn là mình phải trộn lên nè. Có đũa không? Đũa với lại đũa bỏ lên cái gỏi rong sụn. Cái gì của anh ta? Cơm chiên á. Cơ bản là đầy đủ rồi đúng không? Bây giờ để coi nhà hàng này sẽ có những cái món hấp dẫn nào nha. Cơm chiên chăn trâu bên đây là cái gì? Hơn 1 triệu đúng không bà con? Chả. Mì. Thấy xào có bò lá lốt tất cả. Một xe hết. Bỏ hết chân mấy cái đồ ở trong. Chị làm lại hết luôn. Để các bạn nhìn món nha. Con mèo đứng lên coi. Cái này mình không nãy kêu chén vô rồi. Đặng mình trải đều á. Tao quay mà mặt đầm mặt quấy mà ngồi gì khi cục. Bún hay gì ra xung quanh nữa. Nhìn hấp dẫn quá ha. Sao món hả? Sao 7 món. 7 món. Bảy món là cái lẩu luôn hả? Bảy món. Cái này là nhà hàng mình hả Minh? Đặt nhà hàng ẩm thực. Đây là nhà hàng. Nhà hàng nhà gì anh? Nãy nói Diệu gì rồi? Diệu Tân Đài. Diệu gì anh? Diệu Thiện. Diệu Thiện hả? Diệu Thiện. Thiện hay Diệu? Bà Diệu Hoan đó. Diệu Thiện. 500 cũng có nữa hả? Rồi, vậy là bên ra báo chút giờ cho người ta rồi người ta thì
là mình dặn trước giờ nào không cần biết, nhưng mà giờ trưa là người ta mới đem tới. Đúng rồi, là anh đặt cái này ở nhà hàng Diệu Thiện, Diệu Hoàng. Diệu Hoàng đâu đây nữa, Diệu Hoàng đâu đây nữa, sư Diệu Hoàng đâu đây nữa cha. Quá hoành tráng. Cái này là mâm cúng của chị Liễu Phan đúng không anh? Ừ. Lấy cái chén, lấy cái chén ra đi chị, chút mẹ dễ chiếc cây lên. Có hai em hả? Được, đi tìm chú Tiểu hả chị? Có chén hả? Ta đi chiếc lên tìm mâm năm. Có chén này em không mua nè, em muốn cái chén này thì bây giờ mình thiếu gì anh cái cây anh lên ha. Tại vì cúng mà bây giờ là chén đâu. Có chén thì có chén nha. Chén mình có. Ồ, đâu chị? Đây để chị đi lấy. Em định cúng đồ món em không. Thôi giờ mình bưng lên nước đi. Rồi chị thôi đợi nha. Rồi xong chưa để em chụp cái. Cái để né ra cho anh Nam anh chụp. Anh né chị té chị né cho anh Nam chụp cái đi. Anh Nam đây mà. Anh mà chụp không được rồi xuống quậy luôn. Nó giỡn nhảnh nha. Coi cái mới được phải không? Muốn học không được cái là Duy Minh mới mệt rồi chứ anh Nam còn không được. Rồi ok rồi, mừng quá. Nam nó ok chứ mừng ghê luôn trời. Nam ok rồi. Mày okay, quá anh nào ok ha. Ờ, chào ảnh không ok Duy Minh mới mệt cho anh nó cho con cắn ngón tay nữa mèo. Mình cúng này 3 chén rồi ha. Hay là sao mà 3 chén hay 5 chén? 5 chén đi. Sao mà thấy nó dày quá không có chỗ để luôn á. 5 chén à, 5 chén được rồi. Chú số 5 mà. Bên đây chén là đúng rồi này. Ok rồi. Ông một chén để trên bàn thờ cậu anh Minh. Bữa nay đâu có nước không mà. Không, đây được chén hay nè. Có bao nhiêu nước thôi. Đây nè, anh đặt chén vô đây chén được. Chén đủ rồi chị. Chén vô. Mình cho cái chén đây. Rồi. Rồi giờ mình mang lên ha. Chưa chưa để đổ đũa. Đổ đủ 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 chưa? Dạ. Còn dĩa cái cây đó một chút mình đem lên luôn. Rồi ấy lên đi chị. Chưa chưa anh từ từ nha. Bưng lên em bưng. Rồi con nào không được đấy em. Được được. Để dĩa cái cây đúng không? Thấy bắt mắt quá ha. Có đẹp luôn đó. Mà đặc biệt là làm nóng quá ha, đem tới là bốc khối ra luôn. Làm nóng hay là làm nóng nè? Nóng. Cái này mình lấy sao? Để gì cũng được. Để giữa. Đúng không? Thôi để đi gửi clip. Rồi để chiếc cây lên đây. Phan cho Phan gửi gì lên clip qua đây. À, bây giờ chỉ cái cây với là cái. Để gì chứ? Này đây bưng em đây. Thôi, Phan để cái cây này vô. Nóng hả? Rồi bây giờ cái bình hoa này, bình hoa là sao được tao lao cái đít, lao cái đít, không lao cái đít. Đẩy lên nó. Đây là gơ quá. Cái này gửi bình hoa. Cái hàng gơ nữa đâu ra? Ừ, nóng rồi. Bên đây hả? Đó. À đúng rồi. Để ngồi sôi lên cái mình múc ra cho chú. Cho chú bỏ. Bé mèo giỏi nha. Cái này có hai loại cơm nha. Cái này đây đây. Chào đám đây nè. Năm nay hoa hành liễu cái bông nó to quá ha. Tại vì sao mà anh mua loại này không? Tại chị tên liễu cho nên anh mua loại cái hoa tên liễu. Hoa này là chị tên liễu Phan. Mà hoa này là hoa thanh liễu. Dạ đi cũng cũng cái gì cũng lên. Con dữ rồi. Còn đã bớt về nữa. Đi hẳn qua đây nè, một cây thanh kim quại. Một cây thanh kim quại luôn. Dạ. Bên đây là khu nghệ sĩ. Nam Mô A Di Phật. Hôm nay là ngày 20 tháng 2 năm 2024, năm Giáp Thìn. Con tên 37 tuổi, có kênh YouTube Duy Minh Vlog. Thắp ba nén hương trình lý các vị các ngài của thần độ mộ của địa đất đai như trạch thần hoàng bổn cảnh ông thần hệ pháp người cha ngô Duy Minh Dương, cũng như chức mộ nghệ sĩ ưu tú Du Linh. Ông Vinh Đạt võ văn ngoan, có pháp danh Tâm Giác, ngày 10 tháng 12 năm 1958,
và mất ngày 5 tháng 3 năm 2023 dương lịch, nhằm ngày 14 tháng 2 năm 2023 âm lịch năm Quý Mão Thịnh Thọ 86 tuổi. Sáng nay được sự trợ duyên của là chị Liễu Phan ở Úc gửi cho Duy Minh cúng một mâm cơm chay tiệc, một bàn tiệc chay nhà hàng ẩm thực Diệu Thiện. Trước là mời chú về thọ thật xa cũng cầu nguyện cho chú được mỗi thân về niềm cực lạc. Và Duy Minh cũng không quên nguyện giấy cho mẹ Quan Âm nhân biến quật thực cho tất cả các hương linh ở trong nghệ trang qua dương dương này về đây thọ thực tại ngôi mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh được hưởng khói nơi đây. Và đặc biệt là cái bàn tiệc này là do tấm lòng của chị Liễu Phan ở Úc gian giái một cái điều mà được chứng thực, cho nên là vị mà chị muốn là nhờ Duy Minh cúng một bàn cơm chay, một bàn tiệc chay lớn để là trả lời cho chú ông Võ Văn Ngoan cũng như là các chư vị ở Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương này. Và Duy Minh cũng nguyện giấy cho gia đình gia đạo của chị hồi hướng công đức của chị được là mạnh dỗi khỏe khoắn, công việc thanh thông, làm gì được nấy. Duy Minh xin cảm ơn các chư vị thổ thần thổ mộ thổ địa đến đây dương trạch thần hoàng bụng tỉnh long thần hồ pháp nghĩa trang qua Duy Minh Dương đã chứng nhận giùm cái tấm lòng của chị Lê Phan ở Úc cũng như chị Duy Minh. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, em cảm ơn chị Heo Hương nha. Đó quý cô chú anh chị, đây là một cái bàn cúng có rất là hoành tráng luôn quý cô chú anh chị. Có đũa chén ha, 5 cái chén đũa và đồ ăn là nhà hàng quý cô chú anh chị, cho nên là người ta làm rất là bắt mắt ha. Đây là cơm nha quý cô chú anh chị, để cho mình lấy cái này là ở đây người ta làm theo đồ nước ngoài đó quý anh chị, có những món nước ngoài nữa, cho nên là Duy Minh cũng không rành nữa. Đây là món đầu tiên, đây là món lẩu lẩu nấm tiêu xanh, nó xét là bàn tiệc 10 người ha quý anh chị, 350. Còn món thứ hai là cơm trộn Hàn Quốc, đây là quý anh chị, đây là món cơm trộn Hàn Quốc nè, đó cơm trộn Hàn Quốc đó, chỉ một 102 set thì 118 ngàn. Đó quý anh chị. Rồi để cho mình đọc giá sau đi, để đọc ở đây kỳ lắm. Mì xào thập cẩm miếng. Rồi. Món mì xào đây. Mì xào thập cẩm miếng này rất là ngon ha quý cô chú anh chị. Còn món thứ tư là cơm chiên Dương Châu. À đây. Cho em qua cái chị. Cơm chiên Dương Châu là bên đây nè. Đó quý cô chú anh chị. Cơm chiên Dương Châu. Còn món thứ năm á, đậu hũ non rong biển sốt teriyaki. Rồi, đậu hũ xe non rồi. Ú. Hình như cái món đó là để riêng, nhưng mà cho chung vô lẩu luôn rồi. Món thứ sáu là nấm nướng lá lốt. Nấm nướng lá lốt là đây nè quý cô chú chị. Ồ, nhìn thấy ngon ghê ha. Đúng là nhà hàng. Món thứ bảy á. Món thứ bảy á là gỏi. Gỏi xong sụn. Gỏi xong sụn nè. Và đặc biệt còn một số món chị nói chị bổ sung thêm mà không biết món gì. Là cái này cá kho nè. Đây giá món này lắm. À. Là 7 món, 8 món luôn nha quý cô chú anh chị. Đó. Cá biển kho. Biển kho. Đó chị. Và đặc biệt. Đặc biệt là đây là cái trái cây. Hồi sớm Duy Minh làm sẵn. Đó Duy Minh sợ không có thời gian đó. Gồm nho này thì chỉ một ký chỉ có mấy chục ngàn thôi, cái này là có 60 ngàn là một ký mấy. Còn xoài út, xoài út này là 5 trái mà 4 ký quý cô chú anh chị. Còn đây là cái hoa này đặc biệt Duy Minh tâm nhất, đó là cái hoa thanh liễu, là tên của chị luôn. Duy Minh là muốn mua cái này để nói lên cái tấm lòng của chị đối với là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đó. Hoa thanh liễu quý cô chú anh chị, cái tên đẹp á. Mà hồi đó là Duy Minh thấy những người thân của chú á hay mua cái hoa thanh liễu này lên cúng lắm á. Đúng rồi. Đó, cho nên là Duy Minh mua giống luôn. Chắc là chú cũng thích những loài hoa này. Hoa này đẹp, nhìn nó
ok. Hình như là mình chưa bỏ cái cải xanh vô chị. Để cho sôi sôi hả bỏ. Sôi rồi, sôi dữ lắm rồi. Bỏ cải một dải dài cái miếng cải xanh vô được rồi. Hồng tơi với cải xanh. Rồi bỏ những cái đó ngắt. Rồi. Rồi uống với chúng chị. Ha. Đây thì để cho mình ấy lên ha. Ồ nấm mà bắp mà. Đó, mỡ xôi. Đặc biệt là nấm rất là nhiều luôn ha. Mình để trên đó luôn ha. Quá trời luôn, cái món rất là ngon luôn ha. Vậy đặc biệt luôn. Qua mình thông báo này cũng lớn nè, mình đặt cái lẩu này thiệt tuyệt vời mình ơi. Tổng giá trị của nó là 1.200.000 cái bàn, cái mâm tiệc này. Đây là người ta gọi là mâm tiệc chị, mâm tiệc xét 10 người ăn. Đó là bên nhà hàng người ta nói ha. Còn những cái mà mua riêng nữa là riêng nữa quý anh chị, như trái cây rồi là hồi tối là Duy Minh phải đi mua dắt 8 giờ mấy á, Duy Minh đi mua thêm. Và hoa liễu mình cũng, thanh liễu mình cũng đi mua riêng đó quý cô chú anh chị. Và Duy Minh có mua chén với tô riêng nữa để sợ là vô đây mình có đồ á ấy quý anh chị. Duy Minh định mua nước nhưng mà Duy Minh nghĩ rằng đặt rất là nhiều món, dưới là chị Hồng Ngọc thì có cúng nước rồi, cho nên là Duy Minh là mà không cúng nước đợt này, tại vì cái bàn chặt cứng rồi quý cái gì không có chỗ để luôn đó. Một lần nữa thì Duy Minh cũng rất là cảm ơn chị Liễu Phan ha, đã nhờ Duy Minh cúng một bàn tiệc lớn cho chú trong ngày hôm nay ở nhà hàng ẩm thực chay Diệu Thiện. Và Duy Minh cũng không quên chúc cho nhà hàng ẩm thực chay Diệu Thiện của mình luôn luôn được là bà con cô bác ủng hộ ha. Đó, đến cái nữa ở Mỹ Phước 2 quý vị chúng chị ha, quảng cáo giùm luôn ở Mỹ Phước 2 chắc là để làm cho còn gọn vô tí đó. Đó, ấp này vô cho nó gọn gọn rồi nhìn thấy nó gọn gàng, chú thích gọn gàng, cái gì gọn gàng là chú thích rồi. Nước chấm thì như là tới mười mấy hũ nước chấm luôn. Nó là đặc ngạt luôn quý chúng chị. Đó. Thì đây là chị Liễu Phan chỉ cầu nguyện được một cái điều mà đã trở thành hiện thực, cho nên là chị hôm qua là chị gọi cúng liền luôn quý cô chú anh chị, do là mình đặt nhà hàng đó chị ơi, muốn mình cúng mà muốn đặt nhà hàng phải là đặt trước một ngày, cho nên là mình phải chị gọi cái giờ rất giấc cũng 10 giờ hay sao á quý cái gì, cho nên là mình không kịp đặt nữa. Cho nói ồ chứ chị là chị muốn đặt hôm qua, mà hôm qua là cái ngày cũng rất là tốt luôn, đó là ngày vía Quan Âm quý cái chú gì. Thì một lần nữa là Duy Minh cũng cầu nguyện cho là một cái người cũng một người anh ha, để cầu nguyện cho là ôi sao tự nhiên có một cái cây hương gãy ngang lọc. Hồi xưa Duy Minh lượm cái lọc lên, Duy Minh được nhận lọc quá nhiều luôn á. Có ai nhận không? Dạ, nhận đi. Hồi đó cười lắm, cái cô kia cô nói con nhận đi. Cái lọc đã đời xong cái gì Duy Minh quá trời lọc luôn quý anh chị. Quà gì khán giả tặng quá trời luôn. Đó, từ khi cái mắc cái lọc đó, sau này cái mắc cái lọc đó tự nhiên cái giảm lời quý chú anh chị. Cái này không mình nói vừa nói vui mà vừa nói ấy nha quý cô chú anh chị, bà con của bác này mà mình nói cho vui nghe nhưng mà có thật sự quý cô chú anh chị đó. Cười không, đang cháy luôn đúng không, tự nhiên đang cháy gõ gàng không, anh chị gõ gàng ngã xuống gõ gàng ha. Ồ vậy là chú trứng rồi đó, hôm nay chú trứng rồi đó. Đó, ở đây linh thiêng lắm quý cô chú anh chị, nhiều khi tạo ra một cái hiện tượng gì lạ quý cô chú anh chị, cho nên là mình nói cái điều gì mà chân thật mà thành tâm á là chú điều chứng ha. Một lần nữa thì Duy Minh cũng rất là cảm ơn cái ước nguyện của là chị Liễu Phan đã thành hiện thực rồi chú ơi. Thì chị Liễu Phan muốn cúng một bàn cơm chay, một bàn tiệc chay ở nhà hàng ẩm thực Diệu Thiện để cho chú mời các chư vị ở đây về dùng chung với chú được hưởng khói nơi đây. Thì Duy Minh cũng rất là cảm ơn chú và thay mặt cho chị Liễu Phan cảm ơn chú rất là nhiều với các chư vị thổ thần thổ mộ thổ địa đất đai dân chập thần hoàng bổn cảnh long thần hộ pháp ở đây luôn. Và nhiều điều nữa là chị phát tâm là chị
khi mà thành hiện thực rồi chị phát tâm chị làm những cái việc thiện nguyện quý cô chú vậy đó. Thì... đó quý chị khán giả vừa đến ha, ủa mới vừa cúng xong khán giả đến nè, đậu xe bên lề đó chị. Ồ, xin chào mấy chị nha. Mới xuống dạ. 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 Hello chị. Dạ. Dạ. Đây lần nào cũng gặp hết đó. Dạ. Chị mấy anh em mới kêu chị đẩy ra nhưng mà chị la nó đi liền chứ nó là đi liền không có chú vậy. Đấy. Đó, mới vừa cúng xong khán giả đến luôn quý chú vậy. Hoành tráng luôn nha. Thấy em xếp cái bàn trái cây đẹp không chị? Hả? Đấy. Thấy em xếp bàn trái cây gì được không? Quá đẹp luôn á. Năm điểm năm gì mười điểm à. Mười điểm gì quỳ gối lên hả? Hello anh. Ừ. Ừ. Khán giả đến nữa quý cô chú vậy. Hả? Có. Khán giả. Chị hả? Dạ, gì quen chú luôn hả chú? Gì hả? Dạ. Bà con cô bác đến nè. Vừa mới vừa cúng xong ha. Ơi. Cảm ơn mấy cô có lòng thắp hương cho chú nha. Dạ, chúc mấy cô gia đạo được bình an ha cô. Mới vừa cúng cái khán giả đến fan cái fan của chú. Cái lòng đèn hết rồi. Cái gì anh lỏng đây mà. Ôm lại cái cây, ôm lại cái. Đó rồi. Ông sợ nắng bà con ơi. Ông sợ nắng là điện thoại của ổng. Đó có. Cho nên ông giấu ở trong đây. Tại vì đứng lỡ cỡ ở đây thì đụng khán giả. Còn ở đây thì phải để cái ga sau này thì nó bá, cho nên là anh để gì nó hợp lại thôi. Mà nắng quá mấy hôm nay em thấy rồng rồi quỷ hết trơn nè. Biến dạng, biến dạng. Đó, biến dạng. Dạ. Mình ở Sài Gòn đến ha cho anh. Đi ở Sài Gòn. Dạ. Mình có dịp mình đi ngang đây hay là mình đến đây để viếng mộ chú luôn ha cô? Đi đám về, đưa đám về. Dạ. Có dịp đi ngang vậy. Đi đám đi. Dạ. Có dịp mình ghé mình thắp hương cho chú luôn ha. Con thay mặt cho chú cảm ơn mấy cô luôn nha. Chúc mấy cô chú thượng lộ bình an nha. Dạ, vạn sự điều tốt. Dạ. Đó. Dạ nhớ vô kênh YouTube của tụi con nghe cô Di Minh Vlog rồi Thiện Tiên 15m rồi anh Phong đó. Ủa 16 hả, ai biết em nhiều kênh quá sao em biết được đó. Rồi diễn viên hả? Diễn viên phải không? Rồi phải ông nội. Còn chúng diễn viên còn chúng. Còn vui quá ha. Ồ tới đằng kia nữa ha. Quân sĩ đâu? Trời còn vui dữ. Khoa anh của chú. Khoa anh của chú. Chào anh nha. Chú cùng diễn viên ha. Diễn viên quần chúng. Anh Phong nó ca sĩ. Ca sĩ. Cười. Cười rồi chứ.
Một lần nữa Duy Minh cảm ơn bà con cô bác đã xem hết video của Duy Minh ha. Bà con cô bác thấy video có nghĩa đừng quên nhấn like cũng như đăng ký ủng hộ kênh Duy Minh. Duy Minh chân thành cảm ơn bà con cô bác rất là nhiều. Chúc cho bà con cô bác trong và ngoài nước thật là nhiều sức khỏe ha, vạn sự bình an. Xin chào bà con, hẹn bà con ở một video tiếp theo ạ.